Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi của bạn tuổi Dần tháng 8 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Dần âm lịch dự báo có nhiều khó khăn, nhưng nếu vượt qua được bằng ý chí mạnh mẽ thì bạn sẽ càng trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Công việc trong tháng 8 âm lịch này của con giáp tuổi Dần có nhiều khó khăn, trở ngại, thậm chí có người gây hại, nhưng đừng quá lo lắng, sao tử vi cát tinh sẽ sớm xuất hiện để trợ lực cho bản mệnh. Thậm chí trong tình huống khó khăn mà bạn vượt qua được còn mang về tài lộc, hỗ trợ bạn cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy bị nhiều người khác can thiệp, khiến cho tình cảm đôi bên phần nào bị ảnh hưởng. Thậm chí, đối phương có thể vì thế mà sinh lòng nghi ngờ, hiểu lầm tình cảm của bạn dành cho họ. Tình cảm bị dao động trong khi bản thân con giáp này vẫn mong muốn níu giữ. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cần phải học cách buông tay nếu không còn khả năng nắm tay nhau đi tiếp trên chặng đường đời. Tình cảm cưỡng ép không thể mang lại hạnh phúc. Thời điểm này, bản mệnh có việc ra ngoài tốt nhất nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột, tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào hỏa huyết quang. Phương diện sức khỏe của bản mệnh là vấn đề đáng lưu tâm, nếu không sẽ sa sút, thiếu năng lượng hay uể oải. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Dần âm lịch sự nghiệp. Xem tử vi tháng 8 có thể thấy tháng này việc công việc tư lẫn lộn khiến con giáp tuổi Dần thường xuyên trong tình trạng khó xử. Thậm chí lúc đã đưa ra quyết định rồi bạn vẫn có cảm giác bất an, không thể cho qua việc này được. Có thể nói, rất nhiều việc xảy ra trong thời gian này khiến cho con giáp tuổi Dần cảm thấy hồ nghi những quyết định mà mình đã đưa ra, nếu chúng có thực sự đúng hay không. Đôi khi lắng nghe cảm nhận của mình một chút, có khi chúng còn đúng hơn khả năng phân tích của bạn nữa đấy. Khi bạn phải đứng giữa ngã ba đường, bản thân luôn cảm thấy khó khăn khi phải đứng trước những lựa chọn khác nhau. Có lẽ đây là lúc mà bạn cần phải thành thật với chính mình để biết được những cảm xúc đích thực của bạn thay vì bị tác động bởi bất cứ yếu tố nào. Hãy cho mình thời gian để ngồi lại, tự xem xét mọi việc và đưa ra những kết luận cho riêng bạn trước khi có chọn lựa tiếp theo nhé. Chỉ khi bạn quyết định và tự chịu trách nhiệm với nó bạn mới học hỏi được nhiều nhất có thể. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Dần âm lịch tài lộc tháng trung thu với nhiều hạng mục cần bạn chi nhiều tiền hơn như mua quà cho con, cho cháu, cho con bản thân, người nhà. Nên khó mà được tiền bạc rủng rỉnh như trước. Về cơ bản tiền của mình nhưng ít cơ hội được tiêu xài, nhất là người làm công ăn lương lúc này không có cơ hội để gia tăng tài sản trong khi lịch trình vui chơi, giải trí luôn kín. Nếu bản mệnh để việc này xảy ra quá lâu, với sức ý lớn thì bạn sẽ chẳng thể tiết kiệm được gì đâu nhé. Nhờ sao giải thần trừ hung mà con giáp tuổi Dần có thể biến hỏa thành may, thách thức thành cơ hội, nhưng miễn là bản mệnh không được bỏ cuộc, kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Dần âm lịch tình duyên. Khi một mối quan hệ không thể vì nhau thì con giáp tuổi Dần nên biết dừng lại đúng lúc vì thứ bạn cần là tình yêu chứ không phải là để duy trì thói quen hay sợ hãi sự thay đổi mà cứ quanh quẩn bên một người chỉ để cho có. Nhất là với nữ tuổi Dần, khi mà người đàn ông của bạn đang cố gắng thuyết phục bạn một điều gì đó và nếu bạn không đồng ý hai người sẽ chia tay. Vậy thì hãy để anh ta đi thật xa, ra khỏi cuộc đời bạn. Trong tình yêu, không ai muốn đặt người mình yêu vào tình huống khó xử. Nếu bạn đang cảm thấy bản thân bị đặt trong tình huống khó khăn, buộc phải lựa chọn mối quan hệ của mình với một điều bạn quan tâm thì bạn nên rời khỏi người đàn ông ích kỷ đó. Bạn bè là tấm gương soi chiếu chúng ta và bản mệnh càng có cơ hội chiêm nghiệm rõ chân lý ấy trong tháng này, có những người đang tác động quá sâu vào chuyện tình cảm của bạn.
sẽ có những mối quan hệ thử thách mà bạn buộc phải đối diện và giải quyết thấu đáo. Tam bích nhập cung chính tây, bản mệnh dễ vướng vào những thị phi liên quan tới tình cảm, không tránh khỏi bị liên lụy cho dù bạn có tội hay là không. Vì thế, mọi việc bạn cần rõ ràng, minh bạch nhất có thể. Nếu còn điều gì vẫn giấu kín, đây là lúc bạn cần tiết lộ đầy đủ. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Dần âm lịch sức khỏe. Sức khỏe của bản mệnh cũng có phần sa sút và đi đâu con giáp tuổi Dần cũng phải nghe lời nhận xét rằng sắc mặt không được tốt. Nhiều người quan tâm thái quá bằng việc khuyên bạn uống các loại thuốc bổ. Thế nhưng bạn đừng vội nghe theo và mua ngay những đồ đó về sử dụng nhé, vì có thể các loại thuốc đó có tác dụng với họ nhưng không có tác dụng với bạn thì sao? Hơn nữa, thị trường thuốc giả bây giờ tràn lan với chất lượng khó đoán với những thương hiệu trong nước sản xuất tự phát không kiểm định. Có thể vì công việc bộn bề mà bản mệnh thường xuyên rời vào cảm giác mệt mỏi khi có quá nhiều công việc phải xử lý khiến bạn càng căng thẳng. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn. Thời điểm này, bản mệnh có việc ra ngoài tốt nhất nên cẩn thận. Lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột, tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào hỏa huyết quang. Kích hoạt vượng vận cho bạn tuổi Dần. 1. Canh Dần, mộc nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, tránh nói trước bước không qua, nên im lặng mà thực hiện. Quý nhân, ngọ tuất tiểu nhân, thân tỵ màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. 2. Nhâm Dần kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, khi bị hiểu nhầm hãy bình tĩnh soi xét nguyên nhân gốc rễ, nổi nóng sẽ chẳng hay đâu. Quý nhân, thân, mão tiểu nhân, tỵ, hợi màu sắc may mắn, trắng, đen. 3. Giáp Dần thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, bạn cứ tin rằng trời xanh có mắt, chớ tìm cách hại người dù lý do gì. Quý nhân, thìn, ngọ tiểu nhân, thân, hợi màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. 4. Bính Dần, hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, lời dọa nạt của bạn không đủ sức mạnh bằng việc bạn trở thành tấm gương tốt. Quý nhân, thân, tuất tiểu nhân, tỵ, dầu màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. 5. Mậu Dần thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, có người làm phật ý bạn, khiến bạn hay giận dỗi. Quý nhân, mão, ngọ tiểu nhân, dần tỵ màu sắc may mắn, trắng, xanh lam.